chào quý anh và quý chị. Hôm nay em xin phép được giới thiệu một chiếc xe đến từ Anna Moto ạ. Đó chính là chiếc Hyundai Elantra ngay trước mặt của anh và quý chị đây ạ. Với nước sơn nổi bật và những cái nét đẹp riêng tư, hôm nay em Hào xin phép đưa quý anh cùng quý chị đi một vòng quanh xe để tham khảo đó ạ.